Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng nay ngày 19 tháng 10, đồng chí Lê Quốc Phong Bí thư tỉnh ủy đến chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Bên cạnh trao đổi nắm tình hình hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong mong muốn hội tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ, vận dụng và phát huy tốt nguồn lực hiện có để đưa công tác hội ngày càng phát triển. Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội nghị Ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất khóa 11 nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Huỳnh Thị Thu Thủy giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Kết quả này được báo cáo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 diễn ra vào sáng nay ngày 19 tháng 10. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đồng Tháp dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 với 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn từ năm 2018 đến năm 2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể. Diễn tập phương án ứng phó sự cố quá chất cấp tỉnh năm 2023 Buổi diễn tập diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 10 với hình thức diễn tập thực binh tại Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, đề nghị các doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến quá chất cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tốt các nguồn nguy cơ có thể xảy ra sự cố quá chất, hoàn thiện quy trình quản lý an toàn, bố trí nơi lưu chứa quá chất hợp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định. Kết thúc diễn tập, ông Phạm Thiện Nghĩa tặng bằng khen cho ba tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố quá chất cấp tỉnh. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng khen thưởng cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. Giám sát cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai. Đây là nội dung giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh. Chiều nay ngày 19 tháng 10, đoàn giám sát do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung trên. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023. Theo đó, trong lĩnh vực đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra soát đơn giản quá rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện ra soát 10 trên 59 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, qua đó kiến nghị đơn giản quá 10 thủ tục, chiếm tỷ lệ 16,95% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Đồng thời tiếp tục thực hiện ra soát các giảm đơn giản quá quy định thủ tục hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kết quả ra soát đề nghị đơn giản quá 12 trên 59 thủ tục chiếm tỷ lệ 20%. Các đại biểu quốc hội đề nghị quỹ ban nhân dân tỉnh, đề nghị tỉnh tiếp tục ra soát, nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản quá thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai, đẩy mạnh số quá dữ liệu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc phân cấp phân quyền phải đảm bảo về năng lực tiếp nhận thực hiện, tăng cường vai trò giám sát của hệ thống mặt trận tổ quốc trong các Tăng cường vai trò giám sát của hệ thống mặt trận tổ quốc và thông tin phản ánh kịp thời đến ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo giải quyết. Sáng nay, ủy ban nhân dân huyện Tâm nông phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo triển khai chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa làm vừa học tại Hàn Quốc năm 2023. Tại hội thảo, người lao động được thông tin các nội dung liên quan về việc làm, thu nhập, điều kiện sống của lao động đang làm việc tại Nhật Bản và giới thiệu các chương trình tuyển chọn lao động đi Nhật Bản, đơn hàng không đồng, du học sinh vừa học vừa làm tại Hàn Quốc trong thời gian tới. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023-2027. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn, góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bảo và ý chí cách mạng, chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế.